biết các bạn chờ video này đã lâu rồi. Thì video hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn xem giữa con Switch Lite này và con OLED, thì giữa hai con này nó sẽ khác biệt nhau cái gì các bạn. Ok, cùng mình trải nghiệm nghe. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mua hàng mình sẽ để dưới mô tả, các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc liên hệ Zalo trực tiếp giúp mình. Thì cái đường link mua hàng của con OLED này mình có để ở dưới luôn rồi đó. Mình mới cập nhật ở đó các bạn. Thì cái đầu tiên á, so sánh giữa hai con máy này thì mình chỉ có ba từ thôi, và cái quán này là cái quan điểm của mình nha. Đó, thì các bạn có thể là cầm các bạn trải nghiệm thì các bạn sẽ có một cái quan điểm nhìn khác. Thì mình chỉ có ba từ dành cho con OLED đối với con Lite thôi, đó là bự, đẹp và mắt. Đó, tại sao các bạn? Rồi mình đi vô vấn đề chính luôn ha. Và giá của con Lite hiện tại các bạn là máy sạc khẽ túi dán màn hệ năm, hãy nhớ là 5 52 các bạn. Và hiện tại mình chỉ làm hệ 512 thôi. Vì cái hệ kia dung lượng nó thấp quá, mình đã nâng cấp lên 512 luôn rồi. Thì 512 các bạn sử dụng thì nó sẽ được nhiều hơn, rất là nhiều. Đó, mình trải nghiệm những cái con tựa game trên đây thì nó sẽ ổn định hơn. Tại vì một cái game của hàng Switch các bạn nó khoảng tầm 10-20GB lận. Nó rất là nặng. Mình dùng 256 thì nó cũng tầm được 20-30 game thôi, nó cũng quá ít rồi các bạn, không đủ để mình dùng. Đó, thì mình đã lên hẳn 512 vì 512 hiện tại giá cũng khá tốt. Thì các bạn có thể là các bạn có nhu cầu mà nâng cấp, hãy nhớ các bạn cứ liên hệ trực tiếp giúp mình. Đó, mình vẫn có hỗ trợ nâng cấp hãy nhớ lên cho các bạn. Và giá của con Lite hiện tại là 5,2 triệu nha các bạn. Máy hệ 512GB, túi dán màn, máy 99, bảo hành 3 tháng. Còn đối với con OLED trắng là 9 triệu. Máy 512, túi dán màn, toàn bộ phụ kiện luôn các bạn. Đọc TV rồi cáp cho con đồ tùm lum hết đó, giống như con như cái video mình hướng dẫn lần trước đó. Thì hãy nhớ, nhưng mà hãy nhớ đặc biệt nó là 512 nhé bạn, hãy nhớ nó sẽ gắn với mày sau các bạn đó. 512GB đó, mình sẽ bảo hành là 3 tháng và hỗ trợ máy và game là trọn đời. Rồi về vấn đề chính của hai con máy này thì đó là giá nha bạn, khác biệt là con này là 5,2 triệu, con này là 9 triệu. Và giá hiện tại phụ kiện là đều như nhau hết. Máy full box 99, bảo hành là 3 tháng. Máy hardmode chip, ổ chip của mình đó, mình sẽ gắn vào sau các bạn. Đó, vào sau máy thì mình phải gắn ổ chip thì mình mới hát được nha các bạn. Con này cũng tương tự thôi, ổ chip thì nó vào sau. Rồi, đó là vấn đề về giá. Còn về cái đầu tiên á, phải nói á, là cái con OLED này á, để khi mà các bạn chọn máy, các bạn phải chọn một cái máy sao nó cho nó phù hợp. Tại vì có một cái đặc điểm này, thì con OLED á, mặc dù cái màn hình nó ăn đứt cái con Lite, thật sự mình á, về cái dòng Switch thì các bạn phải tìm hiểu, thì Switch á, nó sẽ có V1, V2 rồi tới cái dòng Lite rồi sau đó sẽ tới OLED đó. Nó có 4 đời máy, nhưng mà V1, V2 thì mình không làm các bạn đó. Vì nếu mà các bạn chơi con bự đó thì các bạn lên hẳn con OLED đi đó, mặt màn pin của nó hơn, cấu hình của nó hơn, màn đẹp hơn đó, lại bự hơn nữa. Tại sao mình không chơi mà mình phải chơi gò bó vậy, đúng không? Khi mà các bạn muốn chơi bự các bạn chơi hẳn con OLED đó, là cái tại sao lý do người ta sao là mình chỉ về con OLED thôi, mình không về V1 V2. Còn vài con V1 pin nó còn hư online nữa các bạn, pin nó rất là yếu, tầm 1 tiếng mấy 2 tiếng thôi, pin nó yếu hen. Đó, khi mà các bạn so sánh như hai cái màn nè, ở đây là màn OLED nha các bạn, còn đây là màn của con Lite nè. Thì một xíu nữa mình sẽ vào thử game cho các bạn xem, để xem giữa cái màu giữa hai con máy nó như thế nào. Đó, đầu tiên á, thì nó sẽ khác về màn hình, thì con này kích cỡ màn hình nó sẽ to hơn nữa các bạn. Đó, đợi hai máy gần lại, to hơn là một điều chắc chắn rồi ha. Đó, quá bự luôn các bạn. Nhưng mà nếu mà chọn máy á, thì các bạn phải chọn sao cho nó phù hợp. Tại nếu mà tay các bạn to như tay của mình nè, đó thì mình sẽ chọn con OLED thì nó sẽ hợp lý. Tay bự nè. Và các bạn tay nhỏ các bạn cũng có thể chọn được. Nhưng mà khi chơi thì các bạn sẽ để tay lên bàn các bạn chơi, giống như mình. Đó, để tay lên bàn nè. Đó, hoặc là các bạn nằm các bạn chơi. Đó, nhưng mà nếu mà các bạn cầm chơi solo một á, đó, nó còn rất là nặng nha. Thiết kế của con này là nhôm. Đó, nhôm. Nên nó sẽ rất là nặng, máy nó rất là nặng, cái màn nó nặng lắm. Còn này sát con này là nhựa, sát con máy này nhựa các bạn. Đó, nó sẽ màn là LCD TN, nên nó rất là nhẹ không. Nếu mà về cái mà vấn đề mà chơi solo một một đi,
chơi solo một, có nghĩa là mình cầm mình chơi một mình luôn á, thì cái con này thì khá hợp lý ha. Đó, mình cầm đúc túi mình chơi thì nó vẫn là ok không. Đó, tùy các bạn chọn thôi các bạn. Đó, không phải là đó là do các bạn chọn, còn quan điểm là quan điểm của mình chia sẻ cho các bạn thôi, và đây là dựa trên quan điểm của mình nha. Thì mỗi người có một cái quan điểm khác nhau các bạn. Đó, thì các bạn chọn theo ý các bạn. Thì nếu mà chơi solo mà một thì chắc chắn con online nó sẽ tiện hơn. Đó, mình cầm mình chơi thôi. Đó, còn con này thì nó sẽ bự hơn các bạn. Đó, nhưng mà trải nghiệm trên một con máy cấu hình thì mình nghĩ nó xem nhau thôi. À, nhưng mà nó được cái là màn nó to. Đó, nó bự mà mình chơi nó sẽ đã hơn rất là nhiều hen. Rồi, đó là vấn đề về cái chọn con nào nó sẽ phù hợp các bạn. Đó, hai con máy bự con nhỏ. À, tiếp theo về cái vấn đề pin thì nó con OLED thì nó sẽ nhỉnh nó một xíu nha bạn. Thì pin của nó tầm khoảng 4 tiếng hơn á. Vì con OLED pin nó bự hơn các bạn. Tầm đó thì nó cũng xem tầm đó thôi. Tại vì cái màn bự mà các bạn, khi mà cái màn bự thì nó sẽ kéo theo cái pin của nó cũng phải màn bự rồi, đã màn OLED rồi thì chắc chắn pin nó sẽ kéo theo rất là nặng. À, bự nữa. Rồi cái con màn nhỏ này thì nó mà chỉ là màn LCD thôi và nó màn nhỏ mà nên nó sẽ đó, các bạn thấy khác biệt không giữa hai cái màn. Đây là màn OLED nè các bạn. Các bạn nhìn cảm nhận như là các bạn nghiêng nè, nó không có bị chá màn hình đó các bạn. Giống như cái màn IPS vậy đó, nó kiểu vậy các bạn. Đó. Còn đây là màn LCD thì thực tế nó có cái cảm nhận nhìn cái màn là nó như vậy các bạn. Đó, nếu mà các bạn nào biết đó là giữa cái màn LCD với màn IPS. Còn đây là màn AMOLED thì nó sẽ khác. Màn AMOLED có một cái đặc điểm là cái màu nó đậm. Đó, giống như cái màu của Samsung các bạn, xài điện thoại Samsung. Nếu mà các bạn nào mà có dùng điện thoại Samsung thì các bạn sẽ biết được thực tế là giữa hai cái màn này nó khác nhau cái gì bạn. Thì bự thì cái con Play thì nó sẽ nhỏ hơn con này rất là nhiều ha. Bự thì chắc chắn con này nó sẽ bự hơn. Nhưng mà có một cái lợi thế là khi mà các bạn đi du lịch hoặc đi đâu, các bạn có thể rút ra này, các bạn chơi hai người được luôn. Chơi solo hai người. Đó, có thể chơi được hai người. Đó. Hai người hoặc là các bạn có thể là cắm lên tivi. Mình cắm lên tivi, mình xuất qua tivi mình chơi. Nhưng mà thường á mình cũng nghĩ là cái vấn đề đó ít có ai mà sử dụng cái đó lắm. Hoặc là chơi hai người này cũng ít lắm. Thường là các bạn sẽ mua máy các bạn chơi solo một thôi. Chứ không có mà chơi hai người vì phải kiếm người để chơi rất là khó ha. Đó, về giá, về màn hình, về cấu hình thì nhau thôi. Còn về cái vấn đề game thì chắc chắn thì nó sẽ như nhau hết thôi các bạn. À, chỉ khác biệt cái màn hình này thôi. Joy-Con thì nó cũng sẽ như nhau hết. Và một cái vấn đề quan trọng nữa đó là trên con Switch OLED đó, cái phím này nó là cái phím cứng nha các bạn. Đó, phím cứng là giống như các bạn mà mở nguồn mà điện thoại iPhone nó hoặc là Samsung hoặc là điện thoại của các bạn á, bật cái nút nguồn lên á, đó, nó giống vậy, nó gọi là phím cứng. Đó, còn đối với cái hàng Switch Lite các bạn, nó là phím nhúng, phím cao su. Đó, phím cao su các bạn. Thì nó sẽ khác nha. Nhưng mà để nếu mà chọn á, nếu mà chọn nhìn chơi mà đẹp á thì chắc chắn mình sẽ chọn OLED. Còn nếu mà cầm chơi mà thoải mái nhỏ gọn á thì mình nghĩ là con Lite sẽ hợp lý hơn. Đó, mình cầm mình kiểm soát được cái máy của mình luôn các bạn. Đó, còn nếu mà này mình cầm vừa chơi thì nó quá nặng để mình kiểm soát được cái máy. Nhưng mà mình trải nghiệm trên con máy này thì nó quá đã các bạn, quá bự, quá đẹp. Không thể nào chơi được, đúng không? Quá nhỏ gọn để chơi solo. Tản nhiệt thì con nào cũng có à. Tản nhiệt trên đây thì hãy nhớ đều là 52 hết. Và game của nó rất là nhiều các bạn. Và cái cách mà sử dụng á, các bạn có thể là xem lại cái video lần trước giúp mình. Thì mình đã có cái video mình trải nghiệm cho các bạn xem giữa hai con máy thì nó sẽ khác nhau cái gì các bạn. Nghiêng cái màn. Nghiêng lại cái màn con này. Màn tay nhỏ gọn hơn hen. Thì đó là những cái đặc điểm mà khác nhau giữa hai con này thôi. Game thì chắc chắn chơi cũng sẽ như nhau các bạn, sẽ không khác cái gì đâu các bạn, giống nhau hết thôi. Đó, về vấn đề là chọn máy của các bạn thôi và túi tiền các bạn nữa.
Đó, và giá hiện tại con này là 5 triệu 2 và giá con này hiện tại là 9 triệu. Đối với là hãng 512, máy Hotmart chip full box 99 và mình sẽ bảo hành là 3 tháng nha. Ok, các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ bình luận bên dưới chúng mình. Nhớ like và đăng ký kênh chúng mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này.